Hello nha Nam. Nãy giờ ngồi buồn buồn giờ mới xe này thấy cũng có vài vấn đề cái đem ra này cho nổ máy này. Xả xăng dư ra đậu lâu quá. Xả xăng dư ra rồi bắt đầu là lau sửa sơ. Thì đam mê vòng vòng nó có nhiều đó đẹp. À, cái con này hôm mà quay đó. Rồi báo cho anh em là xe 2000, nhưng mà đúng là con này con 99 đó nè, con này đúng nó là 99. Nãy giờ phép coi coi mấy cái đát nhựa tại xe này đã ghi hết rồi, tem tiết luôn nó còn tới xe hết. Con này hồi xưa áo nó dán keo nè, đây áo dán keo lột ra còn dính nữa nè, đây nè, thấy không nè, đó thấy không, lột mặt ngoài mặt trong của nó dọn còn dính lại đó, đó sẵn là coi đát rồi. Ta kiểm tra hết trơn, đáp nhựa này kia đồ của nó là 99 chân luôn. Đó, thấy không? Nó nằm trên hàng 99 nha anh em, đó. Con này 99. Bạc sơn này nó còn riêng hết. Cái xe này cái chất máy đó anh em đi là hứa với anh em là tê chân cúc. Con này là rẻ nhất luôn, hàng 4x mà anh em coi cái con lá cờ nó còn này. Đó, cựa gà nó còn này. Đó, cái con cựa gà còn còn đó nha anh em, đó. Thấy không? Đó, màu gam mà ốc ác đầu bò rồi là zin tự nhiên luôn nha anh em ha. Đúng 99 á. Đẹp đó. Ghê chưa nè, có xăng có chiếc chưa đụng chạm. Nãy giờ mới xả xăng dư ra để đạp hồi nó mới nổ, đậu lâu quá. Áo sống rồi là của nó là còn theo xe hết luôn, tem rồi theo xe luôn, chưa thay luôn nha. Đó, hộp sơn vậy. À, hộp sơn gấp liền băng luôn, tem trên tem dưới được dán bảo quản kỹ luôn. Đó, tem sườn nè. Con cái con cứ cựa gà nó còn mà lóc đó, con chân ngồng nữa nè, thấy không, nhìn nó xanh lè, nó xanh đẹp lắm. Đó, 99 đó nè. Mình coi cái vòng tròn chỗ cái nọc đây, cái vòng tròn nằm trên nè, đúng rồi, con này 99 đúng rồi. À, thường là 2000 cái vòng tròn đó, cái vòng tròn của tay thép chỉ đó, cái này 2000 là cái này nằm dưới, thường thường nó diễn như lắm ha, đại đa số nằm dưới, còn cái này nằm trên dưới, mình kết hợp mấy cái đát áo, đát vỏ, đát nhựa đó, đó đó, thậm chí cái yên nữa là còn 98 luôn nè, ghê chưa, yên còn 98 rồi, thấy không đó, nó kéo qua nó xài 99 rồi nè, mình có hộp đây nè, 99 nè. À, bởi vì con này là 99 nè. Hôm mới quay bếp nói với anh em là con này con 2000. Tem đó là còn theo xe luôn, chưa có dán lại luôn nha. À, để mở ra coi cái cốp này nha, đát cốp. Đẹp ghê chưa nè. Thấy không? Đầu đó đàng hoàng, sườn của nó nè, xe này mà mở ra cái mình sườn này khỏi phải nói luôn. À, sườn nè. Sườn đen thui luôn á nè, mấy anh chạy chỉ nè, trời ơi hết biết cái cây sườn nè đó, thấy không, xe này mở bộ áo ra ở trong thì coi tê vừa gì, đây cốp nè ha, mở ra nè dòm nè, cái tem mà trong hộp cốp còn nè đó. Nè 99 nè ha, 99 vậy là cái bô này là cái bô 2000, bô 2000. Tại nhìn khi mình mua của đẹp nó rồi, khi ổng tả đó nhìn thấy cái bô đích xì đích sơn, cái nào nói đó là đời 2000 ha, chứ kiểm tra cắt đát nó 99. Mấy cái bô đích đen này nha anh em đi nhiều khi là đích đen đó, nhưng mà anh em lặt đát đó, cái đát nó nằm trong cái máy dưới đó. Lặt đát nó lên thì có thể là đát của nó là đát 99 đó, tuy là đích đen đó, nhưng mà đóng đát là 99 đó. Bởi vì hồi đó nó kéo qua kéo lại xài lung tung hết đó nè, hồi đó hãng nó gấp. Con này đúng là nó zin chắc lừ luôn, con này như là có cái cặp dành nên có bắt lại niền, nó như phép nhớ nó bắt nè, bắt lại cặp niền mà cũng phải rồi anh em ơi, thời gian cũng lâu dữ rồi ha, 99 tới giờ tính ra hai mấy năm rồi, 23-24 năm trời. Con này giá phải bán 49 nè, mà giảm cho anh em 2 triệu có 47 à. Mà cái xe này của người ta là chưa có dặm dọn gì hết luôn nha. Áo sống
tem tiết đó, kể cả phép kiểm tra anh em coi này, vẫn biết này kia rồi là còn zin hết luôn, yếm gì ở trong nó còn đầy đủ hết đó. Anh em giờ thấy bên kia nó yếm đó, bên kia đó, bên đây thì giờ anh em mới thấy này, nó còn hết đó, thấy không, thấy cái đen đen đó. Xe này trước là nó chùm keo quá, đèn sáng đẹp ha, trước nó chùm keo quá, ở như nó lột ra, lột ra mình thấy này, nó cắn vô tem luôn nè, ha, tem zin luôn đây nè, nhìn mấy cái dấu này hiệu này biết nè, anh em mà dán keo mà lột ra là biết nè, nó ảnh hưởng cái tem theo xe nè, đẹp ghê chưa, cái bình sườn nè đó, nguyên zin của anh ta đó, anh em dòm thấy không, ha, giá cực tốt luôn, phải bao giá anh em á, tại vì nhiều quá đó. Anh em biết sao anh em khó mua không? Giờ phép cũng khó bán, tại vì nhiều quá đó. Rồi em quay xô bồ hết trơn, quay chung 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 á, anh em không có cái chi tiết không chốt được. Chứ con này về là anh em đi là tê chân cúc á, cái máy đó đó. Cái máy con này phép chạy rồi nè. Nè, cái hơi nổ nè. Hơi đã lắm anh em. Tem dán lại trơn ha. Kỹ. Cái này còn trơn luôn nè, đường dây của nó nè anh em dòm đó. Đậu lâu dữ rồi con này, kéo que nó ra cái nhìn nè, đậu khá là lâu cho nó nóng nóng chút xíu cho nó qua sẵn nè. Máy cái hơi cái bồ nổ rất hay luôn, gà bồ nông nó không dồn quá, không dồn hơi cái nè đó. Đẩy lâu quá lâu, đạp nó đầy đó, sợ nó giết hư cái bịch, kệ nó còn vẫn đầy được, mà mình đạp kỹ kỹ nó một chút. Nào, đầm sơn gấp bạc gì còn hết trơn luôn, lên garanti nó chút nha nè, đậu quá đậu lâu, chạy cho lớn lớn chứ làm sao đó, đạp nó đi. Cái máy xuất sắc luôn nha nè, mấy con này mà thầy chơi, anh em mà dân mà biết chơi xe mà gồm cái cửa gà thôi là nó xuống tiền được này nha nè. Đó, coi cửa gà đó nè, 110.99 mà tới giờ mới còn cửa gà nha nè. Áo sống tam tiết còn zin tới giờ luôn, nhiều khi anh em chơi đồ cổ anh em thấy mới mới thay tem thay đồ chứ là ra nó đấu giá trị bằng để cái zin vậy nè. Đó, zin ta tới giờ ha, tới giờ còn luôn. Bên đây thì phớt phớt hơn, phớt phớt hơn so với bên đây, bên đây thì lúc nào nó cũng còn đậm hơn. Mấy lặt vặt này thì người ta xử lý hết ha, lặt vặt này về người ta cũng thay hết, chống dựng mà, chiếc xe mà đá chống xuống cái là nó phải chịu nặng hết trong đó anh em ha. Quá đã. 47 triệu nè em ha, giá 49 nè, em hay ghi đây cho nó nhớ nè, rồi giảm anh em 2 triệu ha, còn 47 bớt chi phí lặt vặt cho anh em. Còn zin trơn luôn, xe này mở áo ra cái dàn sườn này nhìn quéo luôn, sườn của nó nè chạy chỉ nè, ghê hồn ha, quá đẹp. Lóc lỗi nha anh em ha, quay cho nó gõ ha. Đó. Theo năm tháng nó phải chịu rồi đó, chỗ xấu cũng quay, chỗ đẹp cũng phải quay, review của nó trung thực, nó truyền tải đến cái xe cho anh em nó chuẩn chầm chầm vậy nè. Bây giờ 110 giờ là rất là hot, nhưng hầu như là phép còn cái con này là rẻ nhất đó. Mấy con kia cũng còn khá là nhiều, khá là nhiều xe luôn, còn 2, 4, 5, 6, 7 chiếc. Khắp có chiếc 20 mấy triệu mà chưa gấp đầu luôn á nè, cũng có nữa, máy im luôn á nha, chỉ có làm bên nội thôi, cái này nó còn đầy bình thường nha, mà tại em đạp em dưỡng cái bình đó nè, đầy được, đẹp rồi.
xài á, thời gian điều ra ra ba cái xăng này kia rồi cũ rồi nó ra hết, nó điều ra ra là chạy rất là nhạt, nó đậu quá lâu. Con này lúc trước thấy có clip rồi á, mà tại quay cái báo anh em là 2000 á, tại thấy cái tem nè, thấy cái đời nó giống 2000, nhưng mà nãy giờ cái dè nãy mới dòm đây nè, thấy cái căn keo đây nè, rồi mới sẵn ghé mà coi cái đắt áo đó, sao áo sống đồ toàn là 99 không nó cả, mà nãy phải mở cốp ra em coi đó. Đó rồi cả cái nòng mà con đồ 99 nè, đá 99 không toàn bộ yên rồi cũng vậy. Rồi mới review lại cho anh em ha, cái xe này mua xài ok nè, bạc sơn zin nữa nè, nó lì nó đều gan ha. Được cái áo sống tem tiết đó, theo xe hết, không có thay chi tiết nào hết. Tem tiết không còn không thiếu chỗ nào luôn á, em sườn cam đầy đủ hết. Mấy cái này chắc nó dán lại cái này mà dán lại. À, nếu mà theo xe nó còn là nó phải gì nè, đó nó mờ mờ gì đó, nó dán lại. Cái này lột nè, lột keo mà nó keo trong ra đó, keo tay chùm đó, anh em thấy nó sừng 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 luôn nè, dính xe hết luôn. Liền này cũng liền Siam, liền Thái, nhưng mà liền này chắc là bắt lại rồi. Liền này bắt lại rồi. Mới thay thay đúng vỏ ha, đó, dân chơi lắm, thích mà vỏ độ vỏ gì đâu anh em, mắc xích Michelin vậy đó. Cứ gây hãng là lụm thôi, vỏ inu đàng hoàng ha, chứ không phải Kasumin đâu. Người ta xe người ta xài nó cũng biết chơi ha, vỏ trước vỏ sau luôn, mới trơn luôn nè. Đó, thấy không, gầy hẳn không, vỏ inu không luôn, chi tiết cho anh em luôn. Con này lên này chắc bay nè, mấy con kia chắc phải đem ra kiểm tra rồi vệ sinh rồi mở bẩn mở đầu ra rồi đầu review lại cho anh em quá, rồi giảm giá lại cho anh em. Anh em nào có nhã hứng đồng ý nha, cho phép xin một like với bấm số 1 nha nè, bấm số 1 đi rồi em sẽ làm đó, chứ để chung như quay quen là 5-6 chiếc khó, anh em khó hình dung quá đó. Đây nè, cái đúng rồi, cái con này bác bán có 28 triệu nè, mà bao hồ sơ con này chưa gớt đầu nữa. Có cái là xe này đúng gốc ở đây hồi xưa giờ nha, biển số đăng ký 99 hồi xưa giờ luôn nè, ngày 99 nè, chưa gớt đầu luôn á anh em, bán 28 triệu, bán rồi chốt rồi cho anh em đủ giá đó anh em ơi. Ở đây nhiều khi phép nhập xe phép cũng kiểm duyệt lắm, nói chung là cũng rất là quá nhiều công đoạn anh em, chứ không phải xe nào cũng mua xô bầu gì nha anh em đó. Nhưng mà điều quan trọng là về chỗ em là tiền rồi bố nấy, thịt là thịt, xương là xương, chứ không có mà lung tung như nè. Còn con 99 này là em thấy ok đó, cái con này giá 4 ít tầm xe này là anh em mua ở ngoài không có đâu, ít gì thì nó dụ như nó cũng phải thay tem rồi lại ha, đó, hoặc là áo nó sẽ bắn dặm các kiểu vân vân. Còn xe của mình nó còn rin, xe này phép nó hồi đó nó dán keo chùm á, thành ra nó mới còn đẹp. Còn cái thùng xăng nè, thùng xăng này mà quét dầu vô cái nữa là nó bóng lộng lẫy luôn vậy nè, kỹ nè, kỹ tới mấy cái này mà còn mà ấy nè, thấy chưa, mà còn dán keo nè, bởi vì cái thùng xăng là nó không bị chày do cắn mấy cái nút luôn nè, đó ha, kỹ nè, cũng dán keo nè,
lắp xăng nè, khô gan không có miếng dầu nha anh em, dầu vô một cái là bóng lưỡng luôn đó, màu đen nè. Con này ngày mai lấy cà phê à, lấy cà phê nữa, đẹp quá ha. Rồi anh em nào mà ủng hộ Phép làm cái việc như Phép vừa nói lúc nãy đó anh em ha, mở ra bây giờ mở bẩn hay là mở banh ra luôn anh em, mở hết luôn, nhưng mà mở hết toát cả chân luôn thì anh em bình luận số 2 đi. Mở cả trong ở ngoài ra từ lưa chân luôn cho anh em coi hết, trong rồi vệ sinh sườn bọng rồi quay từng cộng dây điện ở trong cho anh em coi, giảm giá luôn đó. Nếu mà anh em thích cái phương án 2 thì bình luận số 2, còn thích phương án 1 thì mở bẩn thôi thì bình luận số 1 thôi. Chứ em thấy nhiều cái xe nãy giờ em coi cái đầu bò phê lắm, mà tiếc cái là em không có tháo bẩn đầu ga, em không có quay chi tiết cho anh em. Bây giờ nhà nó đóng rồi anh em, đó đầu bò mấy con này mà mở ra trong coi tê vừa gì luôn á, quá trời rồi. Đẹp nè, đó dòm nè, hồi ôi nè, nhà nó đóng nè, kinh chưa. Nhiều lắm anh em, xe nhiều quá à. Thành ra em không có quay chi tiết anh em khó hình dung quá. Con này 2000 nè, con 2000 mà lại đi cái bô 99. Rồi ok anh em đó, bây giờ anh em nào à, chốt con đó thì Phép sẽ lấy cái bô này, bô 99 này đó, đem qua cho anh em cho nó đúng đời nha. Lấy cái bô 2000 đem qua đây lại. Con này con 9, con 2000 nè. Nè coi kẹt quá không coi cái nọc nữa được. Cho nó đúng. Tại vì sao cái tánh Phép á, bán xe cộ không thích xào chẻ, kể cả gương hậu cũng vậy. Chiếc nào của chiếc nào Phép nói trường sao mà con ốc con tán hay là cái nào nào để nguyên vậy. Phép không có thích xào chẻ. Tại nói với em gì nè, em bán thường thường là bán trên mạng, trên internet, bán online nhiều. Nói ví dụ cái xe anh em lỡ quay. Đó anh em quay cho anh em review. Nó trúng vô xe vậy đó. Rồi đem xào sớt được. Bởi có nhiều anh em lợi đây anh em thông cảm đi, anh em đừng có kêu Phép là lấy cái này gắn qua cái kia gắn yên này quấn cái nọ, không được đâu. Anh em thông cảm đi. Bán phải chữ tính của hàng đầu, rồi lỡ cái chiếc xe sau ấy người ta coi video đó. Đó cái chi tiết phụ tùng đó vậy, rồi cái đầu về ta nhận không đúng người ta phản ảnh lại Phép không hay anh em ha. Mất uy tín hết. Cái nào cái gì vậy? Mình phải uy tín từ chi tiết nhỏ ha, mới có cái lớn. Chứ không có làm tờ bậy được. Nhưng mà hai chiếc xe này Phép nó hấp cháo ha. À còn 2000 đúng rồi. Ôi ôi cái nọc của nó kìa. Ôi ôi kìa bắn kìa. Con này mà mở ra một cái hả? Tê vừa gì? Hay là mai làm con này trước luôn, sẵn mở bô qua. Đổi cái bô qua ngang cho nó đúng anh em, đúng đời. Chạy đi thì hai cái bô này chắc bô như nhau thôi. Thằng này nó yếu chút xíu mấy chỗ này thôi nhưng mà không sao đâu. Con này thì taxi đúng là 99 nè. Con này đẹp đó, 99 gì là quá đẹp nè. Để qua đi cho nó giống đồ, đúng đồ đó. Vậy là con này là hôm gà là xử sai, là hôm gà nói người ta 2000 nè. Ông này là đúng là 99 luôn. Con nãy giờ không có món nào 2000 ra ngoài cái bô, mà cái bô đó mở ra cái đát lơ mơ chưa chắc 99 đó, chưa chắc 2000 đó. Biết là Dixie đó, nhưng mà để mai coi cái đát đó anh em ha, giờ mà nguyên si luôn, sườn xếp thì đẹp. Rồi bình luận số 1 hay số 2 để ngày mai làm luôn nha anh em. Qua lễ hết lễ rồi, mình bắt đầu hoạt động trở lại rồi. Em thấy lễ lọc chiếc nó làm xáo trộn đủ thứ á. Rồi cảm ơn anh em, chúc anh em gặt hái nhiều thành công cuộc sống nha. Bye bye.